Ôi, được hết tẩy dép rồi. Con bê nào được cái đấy? Con bê ra đây. Bây giờ chỗ đấy dùng á. Chỗ đấy sáng đấy thầy ạ. Bảo mẹ đẩy cái đấy ra cho. Mẹ đạp cái đấy ra. Hân Hân đứng dậy. Dậy đứng vào cái này cho đỡ bẩn. Thôi thế thôi. Thôi thế thôi. Tí đây cẩn thận ngã đấy con ạ. Không bật dây có một chút vậy ơi. Thế ơi. À thằng kia có cua đây. Cua đây. Ôi bố, bố nhìn đi kìa Bi ơi. Chị không lắp con lâu đài. Oh,